Sau Bình An, Huỳnh Anh xác nhận chuẩn bị trở thành chồng người ta. Bình An và Phương Nga đã hẹn hò trong khoảng 5 năm trước khi tổ chức đám cưới. Vào tối ngày 21 tháng 10, đám cưới của Bình An và Phương Nga đã được diễn ra tại một khách sạn đắt đỏ ở quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Tại đây, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và dàn hoa, á hậu đình đám đều tề tựu nhằm chung vui với cặp vợ chồng son. Trước đó, thiệp mời màu hồng của cả hai từng nhận được sự săn đón từ phía một bộ phận khán giả bởi sự tinh tế và ngọt ngào. Mới đây tại hôn lễ của cặp đôi đình đám, diễn viên Huỳnh Anh đã xuất hiện để chúc phúc cho hai người bạn thân thiết. Anh chàng đã lấy lại được phong thái tự tin cùng diện mạo điển trai như trước, đồng thời nam diễn viên còn tiết lộ sẽ tổ chức đám cưới với bạn gái. Đầu tiên nam diễn viên gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới cặp đôi đình đám, tôi trông chờ đám cưới này từ rất lâu. Từ khi đóng chung phim với Bình An từ bộ phim Tình Khúc Bạch Dương, tôi thấy hai bạn yêu nhau từ rất lâu và mong chờ ngày này nhưng không nghĩ cả hai đã quen biết đến 5 năm. Chúc hai đứa mãi hòa thuận với nhau, yêu thương nhau và chăm hạnh phúc. Khi được phóng viên Sao Star hỏi về việc tổ chức hôn lễ với Bạch Lan Phương, Huỳnh Anh khẳng định chắc chắn sẽ thực hiện đám cưới. Tuy nhiên về thời điểm anh chàng khéo léo từ chối trả lời, cặp đôi đã công khai hẹn hò từ cuối năm 2020. Cho đến nay cặp đôi vẫn vô cùng ngọt ngào và mặn nồng. Trên mạng xã hội cả hai khá thoải mái trong việc khoe ảnh chụp chung đối phương và vui vẻ tương tác qua lại. Sau Bình An, không ít khán giả mong muốn cặp đôi sẽ sớm về chung một nhà trong thời gian sắp tới.